Hello everyone. Welcome to my English lesson. Chào các em, chào mừng các em đến với chương trình dạy học tiếng Anh lớp 10. First, I'd like to ask you some questions. What device do you see in the pictures? Đầu tiên, cô muốn hỏi các bạn một số câu hỏi dưới đây. Câu hỏi thứ nhất, thiết bị nào mà các bạn nhìn thấy trong cái tranh? Bức tranh đầu tiên, first picture. What is it? Yes, very easy. It's a laptop. Rất dễ dàng, chúng ta có câu trả lời, đó chính là cái máy tính xách tay. The next one. A lot of people has this one. Rất nhiều người có cái thiết bị này. And this is a smartphone. Đó là một cái điện thoại thông minh. Okay. Next. Pay attention to the pen. Các bạn lưu ý là nó có cây viết á. Thiết bị này có thêm cây viết. So that is a tablet. Tablet is mean máy tính bảng. Okay. Laptop, smartphone and tablet are personal electronic device. Máy tính xách tay nè, điện thoại thông minh và máy tính bảng được gọi là những cái thiết bị điện tử cá nhân. So, do you have any personal electronic device? Các bạn có cái thiết bị điện tử cá nhân nào hay không? I have a laptop and a smartphone. Cô có một cái máy tính xách tay và một cái điện thoại thông minh. Do you bring it to school? What do you use it for? Các bạn có mang nó đến trường hay không? Và các bạn sử dụng nó để làm gì? I often bring my laptop to school to find information or show the lesson to my students. Cô thường mang cái máy tính xách tay của cô đi đến trường để mà tìm thông tin hoặc là chiếu những cái bài học cho học sinh của mình. Do you think is it useful for learning? Các bạn có nghĩ rằng cái thiết bị này nó hữu ích cho việc học của mình hay không? Yes, I think so. I think they are very useful for your learning if you use them properly. Cô nghĩ rằng những cái thiết bị này rất là hữu ích cho việc học của các bạn nếu như các bạn sử dụng đúng cách, đúng mục đích, cách hợp lý. So the lesson today related to this topic. Cái bài học của chúng ta ngày hôm nay nó sẽ liên quan đến cái chủ đề này. Đó chính là bài số 8. 8. New ways to learn. Getting started. Các bạn lật sách cho cô trang 26. Chúng ta bắt đầu bài số 8, phần Getting Started, với chủ đề New Ways to Learn, những cách học mới. Okay, now write down some vocabulary. Các bạn viết cho cô một số từ vựng trong bài. Let's look at the picture. What works in your mind when you see this picture? Khi mà nhìn được bức tranh này thì các bạn liên tưởng đến cái từ gì nè? Right, that is record. Record. Cái biểu tượng này các bạn thấy rất là nhiều trong máy tính hoặc là máy quay phim, camera, máy chụp hình hoặc là trong điện thoại của mình cũng có những cái biểu tượng này. Đó là biểu tượng để ghi âm, ghi hình. Okay, so record, that means, record, that means ghi âm hoặc là ghi hình. The next one. So look at the picture. Two device. We have addition, subtraction, multiplication, and division. So what were related to this picture? Các bạn có thể thấy là
Trong bức tranh này là có gì nè, những cái phép tính cộng trừ nhân chia. Vậy thì chúng ta có cái từ là calculation. Calculation does mean phép tính hoặc là sự tính toán. Phép tính và sự tính toán. Calculation. The next one, let's look at the picture. These devices are accessing the internet. So we have the word access. 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 What does it mean? Access. Những cái thiết bị này đang kết nối với lại mạng internet. These devices are accessing the internet. Vậy thì từ access is mean truy cập. Truy cập. Access is mean truy cập. The next one, we have the word material. Material, what does it mean material? Các bạn có biết nghĩa của từ này không ạ? Material does mean tài liệu. Tài liệu. Okay, let's look at the picture. Cô mời các bạn xem cái hình này. Are you familiar with this symbol? Các bạn có thấy quen với cái biểu tượng này không ạ? Khi mà chúng ta sử dụng mạng rất là nhiều, đúng không? Mình lên máy tính mình thường thấy cái biểu tượng này. Biểu tượng này là biểu tượng gì các bạn? Download. Download. Khi mà chúng ta muốn tải về một cái bài nhạc hoặc là một cái video, một cái hình thì các bạn sẽ sử dụng và click vào cái biểu tượng này. Đó chính là biểu tượng tải về. Download. Download. Tải về. Next, pay attention to this pen. Các bạn chú ý và cho cô vào cái cây viết này. Is it a normal pen? Nó có phải là cái viết bình thường hay không các bạn? Can we use it to write on papers? Chúng ta có thể dùng nó để viết trên giấy được hay không ạ? No, it's a digital pen. Không thể nha các bạn, bởi vì nó là một cây viết điện tử. Digital pen. Digital pen. Một cái cây viết điện tử. Cây viết cảm ứng. Cây viết cảm ứng dùng riêng cho máy tính bảng. Next. Lookup. That is a phrasal verb. Đây là một cái cụm động từ. Look. Đi với giới từ up. Lookup does mean tra cứu. Tra cứu. Now, repeat after me, please. Record. Record. Calculation. Calculation. Access, access, a material, material, download, download, digital pen, lookup, lookup. Okay, let's look at the picture, please. There are three students here. Hùng, Phong and Lâm. Ở bức tranh này chúng ta có ba học sinh, đó chính là Hùng, Phong và Lâm. So, can you guess what they are talking about? Các bạn có thể đoán là họ đang nói về cái chủ đề gì hay không nè.
They are talking about learning with personal electronic device. Họ đang nói về cái chủ đề học với những cái thiết bị điện tử. Vậy thì bài đọc ở trong phần Getting Started, chúng ta sẽ nghe một cái đoạn hội thoại giữa ba bạn Hùng, Phong và Lâm nói về việc học với lại thiết bị điện tử cá nhân. Tuy nhiên vì một số lý do mà cô không thể up cái bài nghe lên đây. Các bạn lật sách giáo khoa và các bạn theo dõi, các bạn đọc cái nội dung trong sách giáo khoa cho cô nhé. Và after you read the conversation, check if the following statements are true, false or not given. Sau khi các bạn đọc xong bài hội thoại giữa ba bạn, kiểm tra cho cô 6 câu phía dưới là đúng, sai hoặc là không được đề cập đến. And statement number 1. Smartphones, laptops and tablets are the modern devices that have changed the way we think. Điện thoại thông minh, máy tính xách tay và máy tính bảng là những thiết bị hiện đại mà nó đã thay đổi cách mà chúng ta suy nghĩ. Vậy thì các bạn nhìn lại cho cô câu nói thứ hai của bạn Phong. Definitely, they are the modern devices that have changed the way we learn. Rõ ràng các bạn thấy là câu này là một câu sai, false. That have changed the way we learn, not think. Nó thay đổi cách chúng ta học chứ không phải là thay đổi cách chúng ta suy nghĩ. Statement number 2. According to Phong, students use smartphones to record their phone calls, which they later share with the class. Các bạn nhìn cho cô câu nói thứ tư. Từ trên xuống các bạn đếm câu nói thứ tư của Phong. Sure, but smartphones can also be used to take photos or record student work. We can be later shared with the class. Thì rõ ràng các bạn thấy câu này là false. Theo như Phong thì học sinh sử dụng điện thoại thông minh để mà ghi lại cái công việc của họ rồi sau đó là sẽ chia sẻ cho cả lớp chứ không phải là ghi lại cái cuộc điện thoại nha, phone calls, ghi lại những cuộc điện thoại. Học sinh ghi lại công việc của họ to record their work which later share with the class. Number 3. Phong says that people also use desktop the way they use laptops. Phong nói rằng người ta sử dụng máy tính bàn theo cái giống như cái cách mà người ta sử dụng laptop, nghĩa là máy tính xách tay. Thì chúng ta đọc những cái câu nói của bạn Phong thì không có câu nói nào đề cập đến cái vấn đề về so sánh giữa desktops và laptop. Cho nên câu này chúng ta chọn not given. Number 4. Programs and materials downloaded from the internet can help people widen their knowledge. Các bạn nhìn cho cô câu nói thứ 7. Từ trên xuống chúng ta đến câu nói thứ 7, đó là câu nói của bạn Lâm. You can also access the internet, download programs and information that can help you understand the material and widen your knowledge. Vậy thì câu số 4 này chúng ta thấy nó là một câu true. That is true. The next one, number 5. According to Lam, a tablet is a kind of mobile computer that can be used to take notes with a normal pen on a touch screen. Theo như Lam, một cái máy tính bảng là một cái loại máy tính mà có thể xách theo, mang theo mà được sử dụng để ghi chú với một cây viết bình thường trên cái màn hình cảm ứng. Vậy thì các bạn nhìn cho cô câu nói thứ 11.
câu nói tới 11 là câu nói của Lâm. This can be used to take notes with a digital pen on a touch screen. Rõ ràng là chúng ta không thể dùng một cái viết bình thường để viết lên trên cái máy tính bảng, cho nên câu này là sai, false. Normal pens, digital pen. Các bạn sửa lại cho cô normal pen thành digital pen. The last one. Phong thinks a tablet with Wi-Fi is a great tool for looking up information. Phong nghĩ rằng một cái máy tính bảng mà kết nối Wi-Fi là một công cụ hay để mà tìm kiếm thông tin. Thì các bạn nhìn vào câu nói số 12, tức là câu nói số 2 từ dưới lên của Phong á. Yes, I agree. A tablet with Wi-Fi has internet access is a great tool for looking up information. So number 6 is a true. It's true. This sentence is true. Câu này là một câu nói đúng. Chúng ta chọn phương án true. Okay, next. Now, read the conversation again and answer the following questions. Number 1. What personal electronic device are the speakers talking about? Number 2. How do students use their smartphone for other things besides calls? Number 3. Why are laptops excellent learning tools? And number 4. What does Phong do on his laptop? Câu hỏi số 1. Những thiết bị điện tử cá nhân nào mà người nói đề cập đến trong cái đoạn hội thoại? Thì ngay câu đầu tiên các bạn thấy là gì? Hùng nói rằng I'm preparing for a class discussion on personal electronic devices. Do you think smartphones, laptops and tablets are useful for learning? Vậy thì câu trả lời của mình là they are talking about smartphones, laptops and tablets, computer. Câu hỏi số 2. Ngoài dùng cái điện thoại thông minh để mà sử cho những cái cuộc gọi điện thì học sinh còn sử dụng nó như thế nào? Thì các bạn lưu ý cho cô cái câu nói thứ tư của Phong. Câu nói thứ tư, Phong nói rằng sure, but smartphone can also be used to take photos or record student work which can be later shared with the class. Vậy thì câu trả lời của chúng mình sẽ là gì? They use them to take photos or record their work which can be shared later with class. Câu hỏi số 3. Tại sao máy tính xách tay là một cái công cụ học tập tuyệt vời? Thì các bạn xem cho cô câu nói nào nói đến máy tính xách tay. Câu nói thứ 6 của Phong. Các bạn nhìn vào câu nói thứ 6 của Phong. Oh, there are excellent learning tools too. You can store information, take notes, write essays and do calculation. Vậy thì chúng ta trả lời là gì? Because they can be used to store information, take notes, write essays and do calculations. Bởi vì máy tính xách tay có thể được sử dụng để lưu trữ thông tin, ghi chú, viết bài luận và làm những cái phép tính. Câu hỏi cuối cùng là Phong làm gì với máy tính xách tay của anh ấy? Thì các bạn xem cho cô câu nói thứ 8 của Phong. Đúng không? Câu nói thứ 8 của Phong, Phong nói rằng right, my laptop, which is a present from my parents, is very useful. I use it for assignments and projects, and for studying English. Vậy thì chúng ta sẽ trả lời là gì? He does his assignments, projects, and study English. Anh ấy làm bài tập về nhà nè,
làm những cái dự án hoặc là để học tiếng Anh. That's all for now. I hope that this lesson is useful for you. Goodbye. Bài học của chúng ta kết thúc tại đây. Cô hy vọng bài học này giúp ích cho các bạn trong việc học của mình. Chào tạm biệt các bạn.